Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Ra Tiếp Con. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ với một cái chủ đề rất là đơn giản, một thành viên sinh tố tương tác với một con vật. Ok. Đây, xong chủ đề đó. Rồi, xong. Trời ơi, ông ổn quá. Ít nhất là hai thằng vẽ cùng một ý tưởng rồi đúng không? Oh my god, vẽ này sao ta? Tôi đang không biết vẽ sao hết. Rồi, ok. Ôi, dễ hơn tí không? Gì của anh là chắc thằng nào nó đang muốn chơi chữ này mới. Anh dở, dở, dở. Đây người tiếp theo nào. Lại cái này đó. Đây không phải là tổng vật luôn. Gì vậy? Trời ơi. Gì vậy? Cái này ai ra? Ai vậy? Tôi không để cái sự sỉ nhục này lên tôi được. À, Hachi là cái đứa cái trò là rất là hay thích tô màu nha. Tô màu cho mọi thứ nha. Mà tô xấu nha. Let's go. Rồi, tất cả đã vẽ xong rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Xem nè. Let's go. Yo. Yo. Rồi đầu tiên là đầu. Anh cà mát. Ê ơi, em chưa rồi. Nãy tôi chưa dễ dàng như rớt nữa. Dư. Why? Lượng vậy. Mày chó này tóc màu xanh nha. Ủa. Tí nữa. Ê, Huy chơi thế nào nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Dễ rớt sửa lại ngay ngay. Mày chó vậy. Thế là còn tôi biết phải Uno. Zeroth với Huy với cả chó, ba thứ cơ nhau. Mày thấy cái quả chưa Huy? Uno. Ok. Ủa tôi đâu có cái dĩa ở đâu mọi người. Chơi gì đấy? Ném dĩa. Bắt đầu. Ném dĩa. Ném dĩa. Cái gì là bánh gì? Không còn nhật rồi. Nó hết còn nhật rồi. Mấy đứa này có vấn đề vậy mới chính tả vậy. Mày bị gì đã chứ. Ta diễn tả khó chịu thật á. Em đúng. Được. Mày dễ gì á? Không bắt. Đập mèo quá đi. Nước mà rộ ra. Ủa sao tao không có cái này? À đúng rồi, tao biết đợi đâu rồi. Bắt. Áp lên đi. Ủa? Có cái bóp kìa. Đẹp sợ quá. Bong bong sơn. Quá dư đu anh sơn. Bảo vẽ hai cho nó muốn. Mát đâu? Bây giờ là đem ơi. Ghê á. Quay hai vậy chứ. Rồi hỏi anh nhúng cái gì? Gì vậy ta? Sáng tạo nè. Rồi sơn đùi vẽ đầu tiên rồi. Thôi xong. Má. Đánh mạnh hẳn luôn đó. Má. Chơi gì vậy? Cú này em dễ lộ. Ủa quay mà thằng này nó dồn hết thời gian vẽ con ngựa xong rồi con người nó vẽ nó dồn hết thời gian vẽ con ngựa hay đó thế chơi chữ cũng đúng hay quá là ai da ui chữ tô rồi đi không chơi chữ rồi đùi làm toán thôi xong rồi. Ôi cái con này nó có angle không có gì chó còn mát nè. Rồi, mai mát rồi. Con này đâu có này. Con nạp đồ vật cho mày. Gâu gâu mà sao nó dễ giống cùng cái mập vậy? Cái lý do nó mà nó vẽ nhanh vậy. Quá. Đó. Thôi sao? Thằng thế nào đó. Ôi giới trẻ. Nó là chân châu mà tôi đã chân châu. Nó vừa bị khó đọc mà nó còn vừa bị viết sai chính tả. Huy đứa ơi, là Huy đứa. Ok, à, chúng ta qua chủ đề thứ hai thôi nè các bạn. Chủ đề thứ hai có tên là một thành viên tương tác với một thành viên. Do. Let's go. Một thành viên tương tác với một thành viên nha. Chứ phải là Mark tôi luôn. Rồi. Mark. Không có Mark nữa. Tôi sẽ làm cái cảnh này nó chất lượng nhất có thể nha. Dù tôi không biết vẽ. A few minutes later. Chị tính vãi ra nhượng. Ok. Cái gì đấy? Gì vậy? Chị ơi em có thể bớt tô màu cỏ màu xanh với cả bầu trời màu làm thâm á gì? Làm thâm. Ủa? Đây cái này thâm đẹp nè, thâm đẹp nè. Cái gì đó? Hachi ơi, Hachi cái gì đó? Tôi nghĩ cái này là sơn vẽ. Em nghĩ là Hachi vẽ. Này em nghĩ là anh Mát vẽ. Tao nghĩ là tao vẽ. Ôi, cái gì vậy? Ôi trời, bạo lực gì? Mát nữa hả? Lại là một thâm neo. A few moments later. Xong rồi. Rồi tôi chỉ biết vậy thôi. Oh no. Tôi chỉ nhận được vậy thôi. Rồi, ok. Oh my god. Cái gì đây? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây là cái gì? Cái của anh là không biết là bọn nó có đang chơi kiểu chơi chữ không nữa. Đây rồi.
Rồi, đây rồi, đến lúc review nè. Rồi, anh Sơn đầu là gì đây? Mát trồng cây chuối trên đầu hay trên ly? Khó gì sao hả? Ok, vẫn được này, vẫn vẽ được này, ghê. Hả? Máu, 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 chữ có nhìn đâu anh ấy tự nhiên là đâu rồi, tại vì em qua nhanh quá nhưng là câu rồi vật vật tay em vật tay ờ nghe vật tay, vật tay chứ đúng rồi vật tay mà. Ok đỉnh ra, ok đỉnh ra, let's go. Gồng 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 đó. Ủa bảo này mẹ nó lắm. À ôi 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 ôi, wow, hay nè, hay nè, vô đây hợp lý, hay hay. Giấu qua máy, em nhìn thấy được. Rồi, trong nó cái này. Ông thấy chưa? Giữ coi. Ủa, nó chi tiết. Vậy đen bảo chi tiết cho cô rồi vậy. Hết giờ, hết giờ. Quay. Ừ, để bên. À. Trời ơi. Ây da. Phải chiến thắng mới được hả? Let's go. Tôi đều hướng được dư lượng rồi. Tôi đều hướng được dư lượng là hay rồi. Đúng như vậy. Đúng vậy, như vậy. Sao về đây rồi? Anh Sơn. Này là quánh lộn rồi mập à. Hát nào hay vậy? Vậy hay kiếm nữa. Huy đang đấm huy béo. Càng có ta. Huy đang đấm huy béo. Ủa? Rồi, hay da. À ok, vậy đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, anh Mát, anh Mát gọi là đúng rồi. Vỡ luôn. Còn nãy gì đâu nè. Rất chết rồi, nhưng mà sao? Nhưng mà em dễ được, em dễ được. Thôi, mày đợi. Đợi. Sửa phô tô một cái gì vậy? Nhưng cả không thấy mắt luôn á, không thấy cái mắt luôn rồi coi già đấy, chôn đi ra, thumbnail rồi. Ôi, em là trên, đây là em cầm trên, rồi qua Ha Chi luôn, biết sự chiến thắng nào đâu. Ôi sao vẽ nguyên cục màu đỏ chứ không phải vẽ trên đầu mà vẽ dưới người chứ vậy? Ủa? Sao tôi tự hại tôi vậy? Ha Chi không nghĩ ra đây là cuộc hôn nữa mọi người. Là quá. Ủa bình bình á. Mẹ em mà. Mẹ em mà không? Mẹ lén heo. Bẻ vào cái hướng khác liền. Ủa? Sao bẻ? Trở lại cái hướng ban đầu. Trở lại cái hướng ban đầu luôn. Ê được. Ê đẹp á. Cái này đẹp dễ mấy. Ê kia đâu này. Ủa? Ê Chi đâu kiếm. Chị thấy hai Chi vậy? Thôi xong. Ok, các bạn ơi, thì chương trình của chúng ta đến đây thôi. Còn bây giờ hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.